Mọi người gọi anh là Hải Triền đến từ OTD. Woo! Lên à, bước, 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 lên à, bước. Để chứng minh tao sai thì tất cả chưa bao giờ đúng. Tao vẫn chưa hề dừng hoài nhưng vẫn chạy chưa bao giờ đứng. Một kiếm một vai một sai cứng như thể chưa bao giờ cứng. Tồn tại hoặc là dừng lại trong một trong hai thì tao ta đưa đầu tao và súng và lao vào chúng. Còn nào và đúng đứng ngoài từ điện cuốn sách cá nhân. Khi nằm xuống thì chợ vẫn chạy từ đỉnh xuống bắt cá chân. Đứng cái nhẹ nhưng mà cứng như là nước bên trong địa chấn. Đứng cái lực này là 100,000 tấn. Nếu mà đập tan đóng vách đá gan. Yeah. Đau hồng, bỡ đầu, bỡ đầu. Thả mộng, chỗ rộng, sổ dầu. Hôm nay trời có sập tao vẫn đứng đây và hát vàng. Từng câu và từng chữ như đi thẳng vào mọi giác quan. Muốn mình đâu, kéo mình xuống đằng sau. Lời nói lòng đó mình quý từng chút thật lâu. Cảm ơn cả những lần nào chê bai. Lời đồng đại đừng kê khai. Mãi chúng thành chiếc gối thật êm ái cho mỗi đêm mình kê vai. Đừng quý những điều ta làm, chẳng hối tiếc. Chiều năm nơi chẳng đổi thay. Đến khi qua địa cầu chẳng còn quay. Mặt trời chẳng ở đây. Ta vẫn quý những điều ta làm, chẳng hối tiếc. Dành cho khắp thế gian lời nói cảm ơn vô ngàn. Vượt không gian, vượt qua cả thời gian với những điều ta làm. Đôi khi ta thấy mình giống như là viên đường, sẽ có lúc phải tan ra nhưng điều ngọt ngào luôn còn mãi. Một bài nhạc không kể được hết nhưng hết được kể khi không còn nhạc. Và ta cảm ơn những người ở lại khi mà trong túi không một đồng bạc. Ngồi lên đi lên từ bàn tay trắng như con đồng lạc để đòi lạc lối trong sự lỗi lạc. 100,000 cây đắng vì một dòng nhạc ta nhận phát. Để hoàn thiện một bộ phim hay, ai cũng cần thời gian để tung cánh như loài chim bay. Đừng buồn khi nhiều công hiến nhưng xã hội không lập tức thay. Vì bình minh luôn thật hùng vĩ nhưng con người thì vẫn chưa thức dậy. Ta cảm ơn vận mệnh vì đã cho ta vay một phút huy hoàng. Câu chữ vẫn sáng mà không cần dùng đến bút bi vàng. Niềm vui của ba khiến ta như cầu thủ được thúc ghi bàn. Sinh mạng này vẫn hiên ngang như chưa từng có phút suy tàn. Chọn rap ngày trước như người mù bước sai. Họ nhìn tôi lắc đầu và kiểu là không như bộ công anh để gió thổi đi dù không muốn. Tôi sẽ là sừng đồng chống chọi với mọi cơn bão cơn trong cuộc. Vất vả rồi tôi tự nói với mình xấu nhưng ta tới. Tất cả rồi sẽ được trong xanh trong như anh ra trời. Vì chúng ta đã cứ cố gắng không ngừng. Và từng giọt mồ hôi với đôi mắt trần đầy không chung. Trong nhìn giờ để thấy qua bóng đến cùng thầy. Chúng ta đều thật xứng đáng để đứng đây. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, CJ. Cảm ơn Vũ Đoàn Bước Nhảy, cảm ơn các bạn. Một trong những lời cảm ơn hay nhất mà tôi được nghe từ một thí sinh trong một cuộc thi. Một cái cách cảm ơn cực kỳ hiệu quả, chân thành và truyền cảm hứng gây xúc động. Thưa quý vị, đó là CJ không bao giờ gây thất vọng. Tuyệt vời. Em cảm ơn anh ạ. Nếu như quý vị có để ý thì trên áo của các dancer lúc nãy là được CJ ký vào trong đó. Để giống như là ghi dấu lại những gì mà bạn đã để lại cho chương trình. Và những cái tấm bảng cũng vậy. Chúng tôi có chiếu lại hình ảnh của CJ từ đầu chương trình đến giờ. Đây là một cái quá trình tổng kết lại những gì CJ đã trải qua cùng với Rap Việt mùa 2. Rất chân thành, đến từ một cái người mà có trái tim lúc nào cũng ấm áp. Đó là CJ. Xin cảm ơn ạ. Tôi thấy quân luyện viên của bạn bắn loạn tâm trí luôn. Yêu thương bồ và bến luôn đó. Wowy nghĩ thế nào về tiết mục của đội Carrick? Dạ, cái tinh thần của team Carrick nói chung và CJ nói riêng rất là match với nhau. Cái tinh thần máu lửa và quyết liệt đó
Em rất là cảm kích cái tấm lòng mà Seachain gửi đến tặng mọi người, cũng giống như cái lyric của Seachain vậy. Những cái gì mà nó đến từ bên trong á, nó đi xuyên qua cả không gian lẫn thời gian và nó tồn tại mãi mãi. Và em cũng nghĩ rằng đây là một cái bài nhạc nó sẽ tồn tại rất là lâu dài đối với người nghe, vì nó có thể chạm đến trái tim của mọi người. Em cảm ơn anh Huawei. Lúc này thấy cả hai vị giám khảo cũng đứng lên để shout out cho em. Xin mời ạ. Về cái phần năng lượng và tất cả mọi sự bùng nổ sân khấu thì qua từng vòng đấu thì trên đã luôn làm tốt nó rồi. Và cách đi flow của em trong bài hoàn toàn hợp lý. Nó chỉ có một cái chút xíu nhỏ thôi. Ở cái điệp khúc đầu tiên, anh nghĩ là Seachain vẫn chưa đủ những cái năng lượng để mà thể hiện được rõ cái chorus đầu tiên đó. Nhưng mà về cuối cùng thì em dần dần đẩy năng lượng đó lên kịch ngưỡng. Và anh cảm thấy là cái cấu trúc bài từ đầu đến cuối em sắp xếp rất là hợp lý. Và hoàn toàn là cái suy nghĩ của đó của anh nó sai. Anh cảm ơn em phần trình diễn. Dạ, em cảm ơn LK ạ. Seachain đã cho mọi người được trải nghiệm nhiều điều từ một con người có phần nhỏ bé, mà khi đứng lên sân khấu bạn ấy không cần có người hỗ trợ, một mình bạn ấy cân hết cả một bài hát luôn. Bài này anh nghe cảm giác nó như kiểu một cái bài cho vận hội Olympic ấy, kiểu nó rất là truyền cảm hứng. Và cái bài này em đã làm rất đúng tinh thần của nội dung. Seachain có một cái style rất rõ ràng, và cái năng lượng truyền cảm hứng trong em lúc nào nó cũng mãnh liệt. Bất cứ một bài nào em hát, người ta đều thấy cái năng lượng tích cực trong một cái con người. Luôn luôn nhìn cuộc đời một cách đầy năng lượng và không bao giờ lose hope. Em luôn luôn cho người ta thấy rằng là bạn cứ cố gắng là ngày mai bạn sẽ gặp được ánh sáng. Anh hầu như anh thấy bài nào của em, anh cũng có được một cái năng lượng rất là tốt sau khi nghe. Và không bao giờ anh phải lăng tăng là tiết mục của Seachain bữa đó có hay hay không, chỉ có là hay bao nhiêu thôi chứ. Cho nên là đến giờ phút này anh vẫn là fan của em nha. Em cảm ơn anh Trấn Thành. Chưa ra sản phẩm mới phải không ạ? Dạ em chuẩn bị ra rồi ạ. Anh có hứa anh xe đúng không? Yeah. Ừ, nhưng anh nhớ hay giống như lần này thì em có xe nha. Dạ em ra một lượt 4 bài ạ. Hả? Dạ anh xe cái album đi anh. Thi thố đã không đủ bài rồi còn ra chi một lần 4-5 bài. Đầu óc gì mà nghĩ ra nhiều vậy? Em thật là bài biến. Anh rất là khâm phục em, tại vì anh biết đã hát một bài hát với cái flow liên tục và cái điệp khúc cao như vậy một mình em phải tự hát, thì anh nghĩ cái cách giữ hơi và lấy hơi của em nó cũng không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Mặc dù em là rapper, cái điểm đó là cái điểm highlight ở trong performance của em từ trước tới giờ. Mặc dù cái flow của em lần này nó không quá bay bổng, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà anh nghĩ đó là một cái bước đi khôn ngoan khi mà em chọn hy sinh cái flow cho cái nội dung, đặc biệt là với cái nội dung cảm ơn có ý nghĩa lớn lao như vậy. Thì anh nghĩ em đã làm nó rất là tốt. Hơn nữa một cái điều rất đặc biệt của em là cái melody nó hơi lai lai và rock một tí. Đó là một cái vùng đất cũng không có nhiều người đã khai thác. Em đang đi lên những cái bậc thang cao nhất ở cái sự giao thoa giữa rap và hip hop. Thì anh chúc mừng em về điều đó và anh chúc mừng cái màn trình diễn của em ngày hôm nay. Em cảm ơn anh Dean. Mời Ryan. Thứ hai là anh chúc mừng em với một màn trình diễn nó rất là năng lượng và mang cái thông điệp rất là hay, rất là tuyệt vời. Như anh Thành chia sẻ, đối với anh thì em là một người mà luôn có thể xuất hiện trên sân khấu và làm mọi thứ hay. Có thể không phải hay nhất nhưng nó vẫn chắc chắn đảm bảo là sẽ luôn hay. Và anh nghĩ là em cũng nhận ra điều đó. Anh chỉ hy vọng là em sẽ rút được kinh nghiệm cho mình từ lần trình diễn này và ứng dụng nó để lần sau mình lại tiếp tục tỏa sáng tiếp và làm mọi người choáng ngợp với tài năng của em. Chúc mừng em. Em cảm ơn. Cho anh hỏi là vì sao em lại chọn cái chủ đề cảm ơn cho cái bài lần này? Dạ, em cũng muốn là tất cả mọi người trên thế giới cũng đều có thể tự cảm ơn mình, tự tha thứ mình, tự yêu thương mình. Tại vì chính mình biết yêu thương mình thì người khác mới yêu thương mình được ạ. Cái ý mà mình tự tha thứ mình rất là hay. Cho anh hỏi, em đã tha thứ cho bản thân em trong trường hợp gì? Có một lần mẹ gọi cho em và trêu em là có tiền không gửi về cho mẹ. Lúc đó em có nói chuyện khó nghe với mẹ của em. Thời gian đó là gần Tết và em định bụng là Tết em về sẽ lì xì cho mẹ nhiều hơn, nhưng mà em không kịp. Cho đến khi nào em nhận ra là mình cần được tha thứ? Dạ là đợt giãn cách xã hội vừa rồi. Lúc đó em có nhiều thời gian để nhìn lại cuộc đời mình và em chiêm nghiệm lại những gì đã làm. Em nghĩ là nếu như mà em không tự tha thứ cho em và em cứ dằn vặt những cái nỗi buồn đó ở trong lòng của em thì em khó có thể làm được cho ba em vui ạ. Không những chỉ là làm cho ba vui, nhưng mà anh nghĩ rằng là khi em tha thứ cho em, đó là cách để em mang cái năng lượng tốt đẹp truyền cho người khác để họ không phải giống như mình trước đó. Tại vì một con người có năng lượng tốt sẽ biết cách để truyền cái năng lượng tốt cho người khác. Và khi mình là một nghệ sĩ thì cái việc mà mình tạo ra cái đẹp và tạo ra thông điệp cho cuộc sống là một điều rất cần thiết khi mình làm tác phẩm. Em cảm ơn những lời này của anh Trấn Thành. Và em đã làm được điều đó. Rick có muốn chia sẻ với học trò của mình không?
Hai anh em mình làm việc với nhau từ vòng chinh phục tới giờ chắc cũng vài tháng. Em thay đổi như thế nào thì có lẽ anh là người hiểu rõ nhất cái điều đó. Điều anh cảm thấy bây giờ nhiều nhất đó là rất hạnh phúc. Cái từ hạnh phúc nó bao gồm hết tất cả những cái điều mà anh muốn nói với em. Anh hạnh phúc bởi vì anh được làm với một người trẻ tài năng như em. Và quan trọng hơn hết là anh em chúng ta đã tạo ra những cái tác phẩm và để lại những cái dấu ấn mà chúng ta không còn quan tâm tới cái kết quả như thế nào nữa, mà quan tâm là chúng ta đã thắng bản thân chúng ta hay không. Và anh nghĩ là chúng ta làm được. Cảm ơn thầy. Cho anh hỏi thêm cái nữa. Trong tất cả các bài hát anh đều thấy em nói ra cái câu đầu tiên là tôi là Hải truyền đến từ OTD. Thì anh biết OTD là nhóm của em, luôn luôn nghĩ về anh em. Yeah, điều đó là một điều rất tốt. Nhưng mà cho anh hỏi chính xác đó là Hải Triều hay là Hải gì? Dạ Hải Triền ạ. Hải Triền. Dạ, việc xuất ra của Sea Change là thằng Hải có cộng dây chuyền. Là dây chuyền mà mẹ em đã tặng. Từ hồi đầu cuộc thi tới bây giờ tôi cứ nghĩ nó nói là tôi là Hải Triều đến OTD. Cứ tôi ngồi tôi suy nghĩ đó, ủa sao Sea Change là Hải Triều. Tôi cũng lén lén tôi lên tôi lật từ điển, tôi có nói ủa sao đâu có cái từ này đâu ta. Nói chung là bây giờ anh đã hiểu rồi. Chúc mừng em Hải Triền. Kêu gọi bình chọn đi Triền ơi. Dạ, hy vọng là mọi người sẽ thích tác phẩm Cảm ơn của Sea Change. Và mình xin cảm ơn những lần đã khờ dại và tha thứ những lần đã bồng bột. Hãy bình chọn cho Hải Triền với mã số là 01 và hãy tải ứng dụng Vion để có thể làm được điều đó. Trời ơi. Một đáp. Một đáp vào tay nữa cho Sea Change.